Em có biết tại sao dân cờ bạc thích mùa đông không? Đông để giấu cho nó dễ đúng không? Đấy là để họ có cớ mặc áo dài tay hoặc áo khoác. Để anh ví dụ nhé. Ví dụ một con bài thế này, anh có thể làm nó dính vào tay. Người ta cũng tay người ta rất là dẻo, có thể làm nhanh hơn anh. Ừ. Bây giờ em ngửa tay ra, em sẽ đưa con bài vào trạng thái vô hình này. Đưa tay ra, đưa tay ra. Em sờ thử tay anh, có thấy con bài không? Đấy không? Đấy à? Thực ra nó vẫn đang ở đấy, chỉ là nó đang trốn thôi. Làm việc ngửa tay. Đấy, cho em đấy, quà kỷ niệm nhá. Ừ.